dán chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Kết tinh liền giống như một lá bùa hộ thân. Đây là kết tinh nước khi dán chữ Giê-xu Cơ Đốc. Chân chủ A-la duy nhất của đạo hội có rất nhiều mỹ đức, dán lên cho nước dòng chữ mỹ đức chí thánh. Đây là mỹ đức toàn năng, mỹ đức trí huệ, mỹ đức nhân từ, mỹ đức công chánh. Sự phản ứng của những kết tinh nước này hình như còn hoan hỷ, còn vui mừng, còn tốt đẹp hơn khi nhìn thấy những thứ gì khác. Vậy thì quý vị biết bình nước này cho nó xem TV thì sẽ có phản ứng gì không? Đây chính là hình dạng của nó. Vậy khi đem đặt nó trước máy vi tính và internet thì sao? Đây là phản ứng của nó. Đem nó đặt chung với điện thoại thì lại như thế nào? Nó sẽ như thế này. Để đem nó đặt trên lò vi sóng, hình dạng của nó giống như bom hydro sắp bùng nổ vậy. Khoa học gia dùng thí nghiệm nước chỉ là dùng nước để làm ví dụ. Thực ra vạn vật trong vũ trụ này đều giống như nước vậy. Chúng hoàn toàn tùy theo tâm niệm của nhân loại mà sinh ra sự biến đổi. Thưa sư phụ, diễn viên chúng con vì muốn làm đẹp, có những người, đặc biệt là những diễn viên có khả năng về kinh tế, mỗi năm đều đến Thụy Sĩ tiêm Dương Thái Tố. Sau khi tiêm xong thì trẻ ra, qua một năm lại phải đi tiêm, là như vậy. Dương Thái Tố là dây con từ trong bào thai của dây mẹ, trong đó có rất nhiều dinh dưỡng. Lấy dây con ra, ngài nghĩ điều này có quả báo hay không mà? Đương nhiên là có quả báo. Họ chẳng khác gì lấy những thứ dinh dưỡng nhất của người ta làm ra đi bôi lên trên mặt của mình, đúng không mà? Đúng vậy. Bạn có thể đẹp được vài ngày, nhưng hậu quả thì không thể tưởng tượng được. Đó không phải là cái đẹp chân thật, đó là giả. Đó là giả, không phải là thật. Cái đẹp chân thật là gì? Đó là thiện tâm. Tướng tùy tâm chuyển. Bạn hiểu rõ đạo lý này, hà tất phải tốn tiền oan uổng như vậy? Tâm bạn tốt thì tướng sẽ tốt. Tướng mạo của Phật Bồ Tát không phải là do diện thẩm mỹ hóa trang, mà là tâm thiện biến hiện nên. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Thân thể khỏe mạnh cũng như vậy, tâm tánh thiện lương, thân thể sẽ khỏe mạnh. Vì sao vậy? Tất cả những tế bào mang bệnh độc này, tâm từ bi, tâm chân thành đều có thể làm cho chúng hồi phục lại bình thường. Bệnh đều là do bất bình thường. Tự tư tự lợi là không bình thường rồi. Tham sân si mạn nghi là không bình thường. Lại thêm tâm trạng oán hận, não nộ phiền, đây là không bình thường. Tướng mạo của bạn, thân thể của bạn đã tệ hơn rồi. Con cũng có cảm giác như vậy. Trước đây khi con còn chưa ăn chay, vẫn còn ăn thịt, trên mặt con mụn cám to rất nhiều. Người ta thường nhắc con phải dưỡng da cho tốt. Cô là diễn viên, cô dựa vào khuôn mặt mà kiếm tiền, tại vì sao con không quan tâm gì hết vậy? Sau đó khi con ăn chay, họ đều hỏi là cô ăn gì vậy? Con nói tôi ăn chay. Họ lại hỏi cô còn ăn thêm gì nữa không? Có phải ăn nhân sâm hay không? Con nói không có ăn, chỉ là ăn đậu phụ, rau xanh thôi, mà da của con ngày càng mịn màng. Không sai. Hơn nữa tất cả mọi người đều nói, chị Gia Lệ à, sao bây giờ chị lại trẻ như vậy? Con nói ăn chay quả thật là rất tốt, là cách làm đẹp tốt nhất. Không sai. Có khi con khuyên người bên cạnh ăn chay, có người hỏi ngược lại con như thế này: không lẽ thực vật không có sinh mạng hay sao? Cô ăn rau xanh qua quả cũng là sát sanh vậy. Lại có người nói ăn thịt nghĩa là phóng sanh thực vật. Thưa sư phụ, ngài nói xem ạ. Đây là lý luận sai lầm. Là lý luận sai à? Đúng vậy. Tóm lại mà nói, con người phải có tâm từ bi, có tấm lòng yêu thương.
bạn thật sự có tấm lòng yêu thương, bạn không nỡ nhẫn tâm ăn thịt của chúng sanh. Thưa sư phụ, trước đây con ăn thịt, vì đường ruột của con không được tốt, con thường bị hôi miệng, mùi hôi rất khó chịu. Mẹ con vì vậy mà thường hay mắng con. Vì sao lúc con không dám ăn thịt nữa, con cảm thấy đường ruột của con sạch sẽ hơn? Không sai. Hơn nữa con thật sự cảm thấy bản thân mình không còn hôn trầm nữa. Đúng vậy, thật sự là rất tốt. Cho nên ăn chay rất lợi ích. Người biết được rất ít. Lợi ích rất nhiều so với thức ăn thịt. Thật sự khiến bạn khỏe mạnh sống lâu. Thưa sư phụ, trước đây con có bị mắc bệnh tam cao. Vì con phải nuôi dưỡng cha mẹ, người nhà của con, em gái con, em trai con, hơn 30 tuổi đều uống thuốc hạ huyết áp. Trước đây khi con chưa ăn chay, con cũng bị huyết áp cao, mỡ trong máu cao, gan nhiễm mỡ, cái gì cũng đều bị cao. Sau này từ khi con ăn chay, con sợ mẹ con lo lắng, nửa năm thì con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ ban máu của con cho những người khác xem. Ông ấy nói, anh xem, máu của người này rất sạch. Con cảm thấy quả thật là rất tốt. Mọi người nên thực sự vì sức khỏe của bản thân mình mà ăn chay. Đúng vậy, không sai. Thưa sư phụ, con cảm thấy con có một cảm giác rất đặc biệt. Chính là diễn viên chúng con ai cũng muốn làm đẹp. Khi lần đầu tiên con gặp sư phụ, thật sự là con nhìn mãi khuôn mặt của ngài. Con nói, sư phụ, ngài thoa mỹ phẩm cao cấp gì, sắc mặt của ngài thật tốt. Luôn luôn muốn hỏi. Sau đó con liền hỏi người bên cạnh, sư phụ, thoa mỹ phẩm cao cấp gì vậy? Thế là người bên cạnh liền trả lời, sư phụ từ trước giờ không lừa gạt ai, từ trước đến giờ không thoa mỹ phẩm, cái gì cũng không dùng, chỉ là do ăn chay. Sau đó là do tâm của ngài thanh tịnh. Cho nên sau đó con nói với mọi người, diễn viên các bạn thường kể với nhau mỹ phẩm gì đó mấy ngàn mấy chục ngàn. Con lại nói, các bạn ăn hay thoa cái gì cũng không bằng thầy của chúng tôi, da mặt rất sạch sẽ là do ăn chay và tâm thanh tịnh. Sư phụ nói chính là hai điều này, có đúng không ạ? Đúng vậy. Thật vậy ạ. Cho nên tại đây con cũng muốn nói với những người bạn đồng nghiệp của mình, thật sự như vậy đó, ăn chay, bạn hãy thử xem. Và sau khi bạn siêng năng niệm Phật, tụng kinh, tức là bản thân mình có tâm từ bi, nuôi dưỡng tâm từ bi của mình, sau đó tự tâm của bạn sẽ thanh tịnh. Đó chính là mỹ phẩm tốt nhất, lại tiết kiệm tiền, đừng nên tiếp tục ăn thịt nữa, ăn chay, đậu phụ, vân vân, rất tốt. Sự tốt xấu trong nhân tâm, thiện ác trong ý niệm con người mới là điều căn bản nhất để quyết định tất cả. Thí nghiệm khoa học hiện nay còn muốn chứng minh về mặt tương phản. Dán lên bình nước những dòng chữ rất xấu ác. Đây đều là những ý niệm bất thiện. Kết quả sẽ như thế nào? Đây là kết tinh nước sau khi dán lên chữ khốn nạn. Đây là kết tinh nước sau khi dán, mày làm ngay cho tao. Đây là kết tinh nước khi dán chữ tức chết mất, tao giết mày. Mọi người lập tức sẽ phát hiện ra một vấn đề. Thật ra nước chính là một tấm gương của nhân tâm. Tâm quý vị như thế nào, nước sẽ như thế ấy. Cho nên nếu như có người hỏi quý vị, tâm anh là tâm như thế nào, anh có từng thấy chưa? Quý vị có thể nói với họ rằng, tôi thấy rồi, tôi có một cái tâm thương người, tâm của tôi chính là như thế này. Mọi người có thể tưởng tượng được nội tâm của một người thường xuyên giữ gìn được trạng thái này. Những người như vậy làm sao có thể không khỏe mạnh sống lâu được chứ? Làm sao có thể không hạnh phúc tốt đẹp chứ? Ngược lại, nếu như quý vị có tâm oán hận, có tâm tà ác, có tâm tự tư tự lợi, thì cũng có nghĩa là tâm quý vị sẽ thường xuyên như thế này. Có thể thấy được, thường xuyên ở trong trạng thái này, những người như vậy làm sao khỏe mạnh sống lâu được, làm sao hạnh phúc tốt đẹp được.
Đây chính là vì sao ngày nay rất nhiều người rất giàu có, rất quyền lực, rất nổi tiếng, nhưng cuộc sống của họ lại vô cùng đau khổ, không tìm được nguyên nhân căn bản của hạnh phúc. Bởi vì tâm của họ có vấn đề, đã đánh mất tiêu chuẩn thiện ác, đã làm vô số những việc tà ác, thân tâm đã bị méo mó đến cực điểm, đau khổ muốn chết, nhưng họ vẫn không biết là tại sao. Khoa học gia nói với chúng ta, trong cơ thể con người có trên 70% là nước. Kết tinh nước trong cơ thể quý vị thường xuyên ở trong trạng thái méo mó, trong trạng thái xấu xí này. Cơ thể quý vị có chịu đựng được không? Quý vị không khó chịu, không bệnh tật thì mới lạ đó. Thí nghiệm khoa học. Ta ghét mi. Nó khiến cô thấy nghi hoặc, phải không? Nếu như tâm niệm của chúng ta có thể khiến nước sinh ra những thay đổi này, tưởng tượng một chút, tâm niệm chúng ta đối với cơ thể của chính mình sẽ gây ra sự phá hoại lớn bao nhiêu. Cho nên mỗi ngày nhìn vào bộ dạng này của chúng ta là sẽ biết được vận mệnh của một người, các hung họa phước của một người hoàn toàn là do tâm của chính mình quyết định nên. Mệnh do tâm tạo, phước tự mình cầu. Điều này thực sự là chân lý muôn đời bất biến. Ta cùng xem tiếp, đây là chữ khốn nạn viết bằng tiếng Đức và dán trên bình nước. Đây là mắng người khốn nạn bằng tiếng Pháp. Đây là dán lên chữ ung thư. Đây là dán lên chữ từ bỏ. Đây là dán lên chữ đọa lạc. Đây là dán lên số 911. Đây là dán lên chữ mi không được. Đây là dán lên chữ áp lực quá lớn. Bây giờ mọi người có thể đối chiếu một chút với từng tấm gương kết tinh nước này để kiểm điểm lại tâm thái mỗi ngày của chúng ta, thì có thể biết được hiện tại hơn 70% nước trong cơ thể chúng ta đều là những bộ dạng như thế nào. Và cả huyết dịch trong cơ thể chúng ta, tế bào của nó, phần tử của nó đã bị bóp méo đến mức độ như thế nào. Vậy thì người này sẽ biểu hiện ra bằng sự đau khổ, bệnh tật, đoạn mệnh. Cho nên tất cả tai họa đều là có căn nguyên. Và căn nguyên đầu tiên quan trọng nhất chính là người ta không biết kiểm điểm, không biết tuân theo quy luật tự nhiên mà sinh sống. Đây là kết tinh nước sau khi dán lên dòng chữ thức ăn nhanh. Chúng ta nhìn thấy nó đã không thể nào kết tinh được nữa. Mọi người sẽ biết là những thức ăn nhanh được sản xuất bằng dây chuyền máy móc như thế này, ngay cả nước cũng sẽ không thích. Ngược lại, đem dòng chữ hương vị bữa cơm mẹ nấu dán lên bình nước, kết tinh của nước lại trở nên xinh đẹp thế này. Nhìn vào thông tin này, dường như ngay cả nước cũng vô cùng hoan hỷ, ngay cả nước cũng yêu thích hương vị bữa cơm do mẹ nấu. Vì thế, người ta sẽ nhận ra tình thân của nhân loại là quan trọng biết mấy. Cho nên cổ nhân Trung Quốc thường nói, lòng từ ái của cha mẹ dành cho con cái, lòng hiếu kính của con cái đối với cha mẹ là có thể cảm động trời đất. Người bây giờ vẫn luôn xem thường người xưa, nói đây là những thứ phong kiến, ngu muội, lạc hậu và mê tín. Thí nghiệm khoa học hiện nay đã chứng minh sự vĩ đại của tổ tiên. Hương vị bữa cơm mẹ nấu là tình mẹ vĩ đại nhất. Tình thương vĩ đại vốn có trong nhân tánh. Nước không phải động vật, cũng không phải thực vật, mà chỉ là khoáng vật,
ngay cả khoáng vật dưới nước xem xong cũng vô cùng cảm động. Cái tinh của nó cũng xinh đẹp như vậy. Chúng ta còn có thể nói trời đất đều đã bị cảm động là điều phong kiến mê tín sao? Cho đến ngày nay chúng ta mới hiểu rõ cảm thọ của vạn vật trong thế giới tự nhiên đối với nhân tâm chưa bao giờ thờ ơ vô cảm. Quý vị thiện, chúng sẽ thiện. Quý vị ác, chúng sẽ ác. Cũng như mặt gương nước này vậy, con người có thể soi chiếu vào đó. Ngày nay, môi trường tự nhiên trên trái đất biến thành bộ dạng này, thế giới biến thành bộ dạng này. Chúng ta không trách người khác được, bởi vì tâm chúng ta chính là bộ dạng này. Thế giới chính là tấm gương của chúng ta. Cho nên, cổ thánh tiên hiền đã dạy mọi người rằng, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Người ta đang đắm chìm trong sự cạnh tranh của sự hiện đại hóa, đang điên cuồng truy cầu sự hưởng thụ vật dục. Đối với chân lý của thế giới tự nhiên, họ biết được quá ít. Quý vị không tin thì có thể xem tiếp thí nghiệm khoa học của nước biết đáp án. Con người càng ngày càng bành trướng, mê tín công nghệ kỹ thuật, cảm thấy bản thân mình càng ngày càng giống thượng đế, có thể sáng tạo ra tất cả. Vậy thì bây giờ hãy đem thông tin về người vô tính dán lên bình nước. Chúng ta xem đây chính là đáp án của kết tinh nước đưa ra. Và ngược lại, hãy quay về thời cổ đại. Hãy để nước lắng nghe một đoạn nhạc cổ điển chân thiện mỹ. Đây là kết tinh nước khi nghe cổ cầm. Bây giờ lại cho nó nghe bản giao hưởng bốn mùa của Vivaldi. Kết tinh nước khi nghe đoạn nhạc mùa xuân giống như đang đâm chồi. Nghe đến mùa hạ, kết tinh liền thay đổi, trở nên xung xuê tươi tốt. Nghe đến mùa thu, dường như cỏ cây đều úa tàn, vạn vật điêu linh. Khi nghe đến mùa đông, thực sự giống như đã kết thành băng. Đây là khi nghe nhạc của Mozart. Hình dạng của nó khá là tinh xảo. Đây là nghe bản nhạc đêm khuya trong rừng sâu. Kết tinh của nước cũng giống như khu rừng mờ xưa. Maria Callas được vinh danh là ca sĩ giọng nữ cao đứng đầu vào thế kỷ 20. Giọng ca của cô hoa lệ và lộng lẫy. Bây giờ cho nước nghe một chút, người ta nhìn thấy kết tinh nước cũng trở nên hoa lệ, màu sắc rực rỡ, hơn nữa cũng khá là lộng lẫy. Giờ đây, khí chất và phong cách của kết tinh nước hầu như hoàn toàn tương xứng với khí chất và phong cách của Calas. Lại cho nước nghe một bài dân ca Nhật Bản. Kết tinh của nó cũng xinh đẹp tựa như cánh hoa anh đào vậy. Bây giờ lại cùng nghe tiếp tiếng ồn ào xe cộ qua lại và công trường trong thành phố lớn. Kết tinh nước lập tức liền biến thành bộ dạng như thế này.
Hãy nghe tiếp nhạc thịnh hành hiện nay, nhạc rock. Kết tinh nước khá là xấu xí. Mức độ xấu xí của nó thậm chí còn hơn cả tiếng ồn ào trong công trường. Xem ra loại âm nhạc điên cuồng để kích thích, ngay cả nước cũng khó mà chịu đựng được. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy, bây giờ rất nhiều người mê đắm điên cuồng các loại nhạc thịnh hành và các loại nhạc kích thích, thực sự khiến người ta thở dài. Không biết thành phần nước trong cơ thể những người này đã khó có thể chịu đựng nổi đến mức độ nào rồi, đã méo mó đến mức độ nào rồi. Nếu như họ vẫn không biết, thực sự có thể mời họ đến xem những thí nghiệm khoa học và những bức hình này. Khoa học gia chứng minh, nước không những xem hiểu được văn tự, nó còn xem hiểu được hình ảnh. Đây là bức tranh cá heo mà khoa học gia cho nước xem. Cái tinh của nó là thế này. Đây là kết tinh sau khi xem bức hình hoa anh đào. Đây là kết tinh sau khi xem hoa sen. Đây là kết tinh khi xem hoa tú cầu. Chính giữa kết tinh đã xuất hiện một đóa hoa tú cầu giống y như vậy. Lại cho nước xem hình con voi. Trong kết tinh của nước đã xuất hiện một con voi. Đây là cái mũi dài của con voi. Cho nước xem tiếp hình ảnh bắn pháo hoa. Trong kết tinh của nước đã xuất hiện hình ảnh pháo hoa sắc màu rực rỡ. Đây là cho nước xem hình ảnh giáo đường. Khá là thánh khiết và tốt đẹp. Đây là cho nước xem một ngôi chùa Nhật Bản. Kết tinh của nó đã xuất hiện mái của ngôi chùa. Còn xuất hiện sợi dây thừng của cây trụ bên dưới mái chùa. Vẽ một hình trái tim cho nước xem. Nước sẽ xuất hiện một kết tinh giống như hình trái tim vậy. Sức mạnh của nhân tâm to lớn như vậy, có thể hòa hợp cả một thế giới, cũng có thể hủy diệt cả một thế giới. Dưới sự ảnh hưởng của cuộc thí nghiệm khoa học này, rất nhiều người đã bắt đầu tiến hành một cuộc thí nghiệm khác, tức là dùng tâm niệm cảm ơn và chúc phúc để thay đổi các kết cấu phần tử xung quanh, để thay đổi các kết cấu vật chất xung quanh. Ngày 25 tháng 7 năm 2003, tiến sĩ Giang Bổn Thắng đem một bình nước máy của Tokyo đặt trên bàn làm việc, đồng thời chụp lại tình hình kết tinh của nó. Có thể nói là vô cùng xấu xí và méo mó. Sau đó, ông gọi điện cho hơn 200 người ở cách đó mấy ngàn cây số. Thí nghiệm bắt đầu. Những người này đã hướng về phía Tokyo dùng những tâm niệm tốt đẹp nhất như yêu thương và cảm ơn để chúc phúc cho bình nước ở cách đó mấy ngàn cây số. Kết quả, bình nước máy Tokyo vốn dĩ thảm hại không muốn nhìn này đã hoàn toàn thay đổi hình trạng kết tinh, đã biến thành hình dạng như thế này. Tình thương vĩ đại của con người không những có thể siêu việt thời gian, còn có thể siêu việt không gian. Khi báo cáo thí nghiệm này được trình bày ở Liên Hiệp Quốc, rất nhiều khán giả đã cảm động đến rơi nước mắt. Thế giới này vẫn còn hy vọng thiên địa vạn vật có thể chung sống hòa hợp với nhau. Sức mạnh của nhân tâm không thể nghĩ bàn. Sức mạnh của thiện tâm to lớn như vậy. Quý vị xem, trên bình nước có dán chữ chắp tay. Kết tinh của nước như đang chắp tay. Dán chữ Ấn Độ giáo. Kết tinh của nước vô cùng nhu hòa và thống nhất. Dán chữ Do Thái giáo.
kết tinh của nước cũng tốt đẹp giống như biểu tượng này vậy. Dán chữ Nam Mô A Di Đà Phật, kết tinh liền giống như một lá bùa hộ thân. Đây là kết tinh nước khi dán chữ Giê-xu Cơ Đốc. Chân chủ A-la duy nhất của đạo hội có rất nhiều mỹ đức, dán lên cho nước dòng chữ mỹ đức chí thánh. Đây là mỹ đức toàn năng, mỹ đức trí huệ, mỹ đức nhân từ, mỹ đức công chánh. Sự phản ứng của những kết tinh nước này hình như còn hoan hỷ, còn vui mừng, còn tốt đẹp hơn khi nhìn thấy những thứ gì khác. Vậy thì quý vị biết bình nước này cho nó xem TV thì sẽ có phản ứng gì không? Đây chính là hình dạng của nó. Vậy khi đem đặt nó trước máy vi tính và Internet thì sao? Đây là phản ứng của nó. Đem nó đặt chung với điện thoại thì lại như thế nào? Nó sẽ như thế này. Để đem nó đặt trên lò vi sóng, hình dạng của nó giống như bom hydro sắp bùng nổ vậy. Khoa học gia dùng thí nghiệm nước chỉ là dùng nước để làm ví dụ. Thật ra vạn vật trong vũ trụ này đều giống như nước vậy. Chúng hoàn toàn tùy theo tâm niệm của nhân loại mà sinh ra sự biến đổi. Ví dụ rất nhiều học sinh tiểu học đã làm thí nghiệm, bây giờ đem nước đổi thành trái dâu. Đây là thí nghiệm của nhiều em học sinh tiểu học. Các em đem 4 trái dâu đặt trong 4 cái lọ, sau đó dán lên 4 chữ lần lượt là yêu thương, cảm ơn, để trống, khốn nạn. Một tuần lễ sau đó, trái dâu được yêu thương vẫn mượt mà tươi đỏ. Trái dâu được cảm ơn chỉ có 1/3 bị biến chất. Trái dâu để trống không ai quan tâm đến thì toàn bộ bị mốc meo. Còn trái dâu bị mắng là khốn nạn thì giống như đã khô héo mà gục chết ở một bên. Những thí nghiệm này bất kỳ ai cũng có thể làm thử. Ý niệm của con người đối tốt với nó thì nó sẽ tốt, ý niệm của con người đối xấu với nó thì nó sẽ xấu. Trung Quốc có một câu cách ngôn là người phước ở đất phước, đức phước người phước ở. Câu nói này vô cùng có lý.